Tiếp tục đến với nội dung phim Chu Tiên. Trong tập trước, nhóm người đến từ chính đạo đã giao thủ với tàm vĩ yêu hồ. Tuy lấy nhiều địch ít, vậy nhưng bọn họ vẫn bị ăn hành sấp mặt, không ngờ hòa long này lại khó đối phó như vậy. Tàm vĩ yêu hồ cảm thấy đã giữ chân được đám người nên quyết định bỏ đi tìm đại ca. Lo lắng cho Tiểu Phàm gặp nguy hiểm, Bích Dao liền tìm cách xuống dưới. Về phần Tiểu Phàm, cậu đụng độ với Lục Vĩ Ma Hồ, hắn tỏ rõ bộ dạng yếu đuối. Trương Tiểu Phàm lập tức rút vũ khí phòng thủ. Cậu thẳng thắn thừa nhận mình đến đây là để giết hắn. Đám yêu nghiệt bọn hắn làm hại thế nhân, cậu đến đây là vì dân trừ hại. Lục Vĩ Ma Hồ cười mỉa mai, Trương Tiểu Phàm bổ sung thêm, mấy người bọn hắn ngày đêm quấy nhiễu cư dân tiểu trì trấn đả thương mạng người. Vậy nhưng sau khi nghe hắn hỏi đến chứng cứ gì mà cậu lại nói như vậy thì Trương Tiểu Phàm lại giật mình. Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc, còn cho rằng hắn ta đang xảo biện. Hắn ta cắt lời, chỉ bởi vì bọn hắn là hồ yêu, trong mắt nhân loại thì yêu quái như bọn hắn vẫn luôn là gây hoa nhân gian. Nhất định phải diệt trừ đúng không? Tiểu Phàm vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, mấy người các người toàn hại người, cậu là thay trời hành đạo. Hắn cảm thán, hay cho một câu thay trời hành đạo, có phải là chỉ cần không phù hợp với lợi ích của nhân tộc thì chính là gây họa thế gian, tội đáng chết vạn lần. Mọi người tham dị bào trong động mới tới tìm, kinh động dị thú trong động, nếu không phải yêu hồ cực kỳ tàn ác trong miệng nhân loại ngăn cản, thì nào tới lượt cậu ở đây phù trợ chính nghĩa. Nghe những lời này, Trương Tiểu Phàm càng thêm vô cùng phẫn nộ. Lục Vĩ Ma Hồ lại tiếp tục nói, cũng bởi vì bọn họ là nhân tộc nên lời nói nhất định là đúng. Còn bọn hắn là yêu thì chắc chắn sẽ làm nhiều việc ác, yêu ngôn hoạch chúng. Bản thân hắn trúng độc trên người, còn Tiểu Phàm thì trúng độc trong tâm, đều là độc vào ngũ tạng không có thuốc chữa. Nói tới đây, thân thể Lục Vĩ Ma Hồ bắt đầu toát ra hàn khí. Trương Tiểu Phàm thấy cảnh tượng cũng động tâm, hắn mời chào, nếu muốn giết hắn thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hắn lấy ra một món pháp bảo rồi bắt đầu chuyển sức lực vào trong nó. Trong khi đó, đám người Bích Dao vẫn đang rất chật vật chiến đấu với Hòa Long. Bích Dao tranh thủ được chút thời gian nên nhanh chóng lao xuống bên dưới tìm kiếm Trương Tiểu Phàm. Lục Vĩ Ma Hồ định làm gì đó với món pháp bảo trên tay, vậy nhưng đáng tiếc là hắn không còn đủ sức lực nữa, thân thể lảo đảo ngã xuống. Không thấy Trương Tiểu Phàm động thủ nên hắn cũng thắc mắc. Không phải cùng tộc, tất sinh ra dị tâm, không phải đồng loại thì nó đáng ghét. Cái gì là người, cái gì là yêu, cái gì là chính và cái gì là tà? Nói tới đây, tàm vị yêu hồ cũng xuất hiện, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm cũng ở đây, nàng ta lập tức tấn công. Hai người có một màn giao thủ nhẹ vài chiều, vậy nhưng sư huynh của nàng đã ngăn cản lại. Nàng cho biết người của phần hưởng cốc giết tới đây rồi, điều này dường như đã nằm trong dự tính của Lục Vĩ Ma Hồ, sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ đánh tới mà thôi. Sau 300 năm thì chuyện đó cũng xảy ra, nàng muốn mang theo sư huynh của mình đánh ra ngoài, vậy nhưng hắn lại không muốn đi. Bây giờ đã quá muộn rồi, gần ngàn năm đạo hạnh của hắn đã bị băng độc của cửu hàn ngưng băng thứ hủy mất. Bản thân nàng mới 300 năm đạo hạnh nên không thể đối phó được đám người kia, vậy nhưng nàng có huyền hòa giám. Đám người kia sẽ không cản được, còn hắn thì đã chịu không nổi rồi. Lời này làm cho tam vĩ yêu hồ thêm buồn bã. 300 năm này, hắn chạy đông chạy tây, trải qua cả ngày lẫn đêm tối tăm không mặt trời. Vừa sợ người của phần hương cốc đuổi giết, lại phải ngày đêm chịu đựng băng độc tàn phá. Cho dù bọn họ không đến thì hắn cũng sắp không xong rồi. Nghe những lời đó, tam vĩ yêu hồ liền tuyệt vọng. Từ sau khi gặp hắn ở Hồ Kỳ Sơn thì hai người liền gắn bó với nhau khắp nơi. Hôm nay nàng có chết thì cũng không muốn chia xa với hắn, tất cả chỉ vì chữ tình. Mỗi ngày nàng đều khẩn cầu trước giếng cổ, khẩn cầu có thể thay đổi. 200 năm nay là thời gian nàng sống vui vẻ nhất, nàng chưa từng hối hận vì đi theo hắn. Lục Vĩ Ma Hồ cũng rất hy vọng có thể dẫn muội về Hồ Kỳ Sơn trồng hoa đào. Sau một thoáng suy nghĩ, tam vị yêu hồ liền cầm lên món pháp bảo rồi tự mình kết liễu đời mình. Dù có chết thì nàng cũng muốn được ở bên nhau. Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Tiểu Phàm cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, bộ mặt vô cùng xúc động. Hát xong một bài tặng cho tiểu muội, Lục Vĩ Ma Hồ liền quay về phía Tiểu Phàm. Hắn lấy ra món pháp bảo rồi cho biết huyền hòa giám này là chí bảo vô thượng, vậy nhưng bây giờ nó đã không còn ý nghĩa gì đối với hắn nữa, cho nên hắn đem nó tặng cho Tiểu Phàm làm kỷ niệm. Đó là thần vật vô thượng mà hồ tộc đã đổi lấy bằng vô số tính mạng, mong rằng hắn đừng để cho người khác thấy kẻ bị rước hoa vào thần. Săn do xong, hắn liền giơ tay đánh nát nền đá khiến hai người rơi xuống, sau đó chậm rãi chìm xuống đáy dung nham. Nhìn cảnh tượng chia ly đó, Trương Tiểu Phàm cũng xúc động rơi nước mắt. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Bích Dao đã ở phía xa, dường như nàng ta cũng đã chứng kiến được hết thảy nên vô cùng xúc động. Vậy nhưng chưa kịp dành chút thời gian để thương tiếc thì đám người thạch đầu đã xuất hiện cắt ngang. Giờ yêu hồ đã chết nên việc tại đây cũng đã xong, thạch đầu vô cùng vui mừng. Hắn có thể cùng với hai vị đại hiệp của phần hương cốc cùng nhau trừ yêu, đúng là có phúc ba đời. Bọn họ nghe vậy cũng khách khí. Lý Tuân tiến lại hỏi thăm Trương Tiểu Phàm, tuy rằng chúng ta lại sắp chia tay nhau rồi,
Vậy nhưng hắn vẫn muốn hỏi một chút, rốt cuộc cậu có nhìn thấy pháp bảo hỏa luyện mà hồi yêu sử dụng không? Đó là trọng bảo của phần hưởng cốc, bị hai con yêu hồ kia trộm lấy. Trương Tiêu Phàm nhớ lại lời dặn dò của Lục Vĩ Ma Hồ rằng đừng để cho người khác nhìn thấy nên lập tức phủ nhận. Như vậy, chỉ có khả năng là pháp bảo đã rơi xuống nham tường rồi, cho nên Lý Tuân liền rời đi. Yến Hồng nhắc nhở, gần đây ma giáo lại dục dịch nổi dậy. Quỳ Môn sẽ cùng với các nhân sĩ chính đạo khác tập hợp tại Đông Hải Lưu Ba Sơn. Cậu cũng có thể đến đó tề tụ, dặn dò xong bọn họ cũng rời đi. Thạch Đầu cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, hắn ta muốn quay về Tiểu Trì Trần thông báo tin vui cho mọi người. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời các bạn đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!